Kính bạch sư Hạnh Tuệ, sư Tuệ Tường cho con hỏi, sau khi học hết Tam Tạng Kinh thì có nên học Vi Diệu Pháp kết hợp tiếng Pali không? Học tiếng Pali là như thế nào để dễ học nhất? Thứ nhất là học và hiểu là khác nhau. Hôm bữa sư mới mới gặp một anh, ảnh tới chùa, ảnh nói với sư là ảnh đọc kinh tạng Pali cũng được thời gian rồi. Phải nói là nhiều khi sư nghe thì hoan hỷ, cái chuyện là quý vị có đọc kinh, nhưng mà rầu là rầu không biết quý vị đọc được, quý vị hiểu cái gì, mình hiểu được bao nhiêu phần trăm ở trong đó. Khi mình không hiểu kinh nè, mình không hiểu chú giải nè, rồi mình không học các cái lớp kinh tạng, rồi mình hiểu cái gì ở trong đó. Đó, rồi đó là chưa kể nha, mình đọc được một mớ vài ba bài kinh, mình bắt đầu mình nảy sinh ngã mạn, mình coi trời bằng vung, coi mấy ông sư như cái đống phân bên đường ấy, mình không coi ai ra gì hết, thì nó lại là một cái thế kẹt. Cho nên là sư phải hỏi lại là quý vị đọc kinh nhưng mà quý vị có hiểu kinh không? Quý vị có hiểu là cái đoạn kinh đó trong chú giải nói cái gì không? Cái đó mới là cái quan trọng. Nếu như mà chưa học thì làm ơn quay lại học lại giùm sư ha. Học lại lớp kinh tạng, những cái lớp kiếm lớp nào mà có chú giải đó, để học cho nó ngon lành, để mình hiểu cho đúng. Chứ đừng có tự mình đọc, sư rầu lắm. Sư gặp mấy hạng tự đọc rồi, nó hiểu tùm lum hết trơn á. Sau khi mà quý vị học xong tạng kinh, nhớ dùm nha, tam tạng là bao gồm tạng kinh, tạng luật và tạng A Tỳ Đàm. Cho nên quý vị nói quý vị đọc xong hết tam tạng, đó, xong tạng kinh á, thì quý vị muốn học Vi Diệu Pháp cũng được thôi, học được chứ không có gì hết. Học tiếng Pali thì như sư nói đó, nên đi học kiếm những cái lớp nào mà dạy Pali. Thì mỗi một lớp có cái giáo án riêng. Sư thì sư chủ trương quý vị kiếm cái lớp nào mà dạy giáo án theo kiểu phương Tây thì học Pali nó dễ hơn. Ví dụ như là lớp của thầy Huỳnh Trọng Khánh thì học nó dễ tiếp thu hơn, học nhanh hơn. Còn quý vị học theo cái kiểu mà truyền thống thì nó sẽ khó. Hai cái kiểu nó khác nhau ở cái chỗ giống như quý vị đi học Anh văn vậy đó. Một cái là Anh văn phổ thông, vô chỉ có đọc, viết, ngữ pháp. Một cái là Anh văn mà quý vị học ở các cái trung tâm giao tiếp. Thì hai cái đó là hai cái trường phái, hai cái phong cách khác nhau. Thì theo sư thì cái phong cách dạy Pali của phương Tây á, họ dạy nó dễ tiếp thu hơn. Cho nên là quý vị khi mà đi học thì ráng tìm ha. Không biết về vấn đề này Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý cái quan điểm trả lời của Đại Đức Hạnh Tuệ. Có nghĩa là cái vấn đề mà khi mình nói mình đọc hết quý vị, đọc hết Tam Tạng Kinh đó. Ở đây sư có không biết là có cái vị mà họ đặt câu hỏi này có lầm không? Vì nói là sau khi đọc hết tam tạng kinh thì có nên học Vi Diệu Pháp, mà rõ ràng trong Tam Tạng Kinh là có tạng Vi Diệu Pháp là trong đó luôn rồi. Đó, không biết có lầm hay không thôi. Sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Thành Tuệ, thưa vị. Cái vấn đề mà mình đọc á, mình hiểu á, là hai phạm trù khác nhau. Không? Rồi nó lại như vậy, nó vậy, nó lại có vấn đề như vậy nè. Đọc rồi hiểu và đem ra hành đó, rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì chưa nói là có căn cứ. Tại vì sao? Tại vì học có là một đọc rồi học rồi hiểu, đó là một điều tốt nha. Xin nhấn mạnh đây là một điều tốt rất là đáng quý. Phải hành nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình đôi khi pháp học mà mình giỏi, mình không có pháp hành, mình dễ đâm ra ngã mạn. Dễ đâm ra ngã mạn rồi mình đôi khi mình lại sai,
sai trong cái vấn đề mà về pháp hành. Tại vì pháp học ứng dụng pháp hành thì mình đó, mình từ pháp hành ở đó mình đối chiếu pháp học thì mình mới thực sự hướng nếm được cái hương vị pháp bảo thôi, cho nên điều rất là quan trọng. Ở đây thì hỏi tiếp là cần học mà kết hợp tiếng ba, học Bali thì đúng rồi quý vị, phải học phải theo truyền thống của Phật giáo Theravada, tức là Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo năm truyền. Thì vấn đề mà học pháp đó, phải luôn kết hợp với Bali thưa vị, để đối chiếu đối chiếu những cái khái niệm đó, những cái khái niệm giống như là niềm tin, rồi niệm, rồi tấn, rồi tham, rồi tà kiến, ngã mạn là gì. Cho nên rất là quan trọng cái Bali, vấn đề Bali tại mình khái niệm lại. Còn nếu mà người học mà lại không có đối chiếu Bali đó, thì cứ tự mình suy ra rồi từ từ Hán Việt mà dịch ra Việt đó, đâm ra là mình hiểu sai, dễ hiểu sai nếu mà không truy Bali, rồi đâm ra cãi nhau. Còn cách học mà nói cách học dễ nhất thì học Bali, mà dễ nhất thì Đức Hành Tuệ đã hiến kế rồi đó, cho nên là quý vị chỉ cần xem video này và nghe theo lời Đức Hành Tuệ thôi. Kết thúc phần trả lời câu hỏi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.